quý vị và các bạn, hiện tại thì Phương Anh đang có mặt tại Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Trúc Phượng tại xã Yên Thọ, huyện Như Thanh. Và đây là một trong những cái mô hình trồng nấm rất thành công của anh Lê Đình Trúc. Và ngay sau đây thì mời quý vị và các bạn cùng gặp chủ nhân của mô hình này để tìm hiểu về quá trình khởi nghiệp của anh nhé. Năm nay mới bước sang tuổi 37, nhưng anh Lê Đình Trúc đã là ông chủ của mô hình trồng nấm hữu cơ có quy mô lớn bậc nhất ở Như Thanh cũng như tỉnh Thanh Hóa. Để có được thành công như ngày hôm nay, anh đã trải qua nhiều khó khăn thử thách, mà đặc biệt là quyết định dấn thân táo bạo của mình. Sinh ra ở khu vực miền núi còn nhiều khó khăn, thời đi học, Lê Đình Trúc chăm chỉ đèn sách với ước mong sau này có công ăn việc làm ổn định, thoát khỏi cuộc sống làm nông vất vả. Sau khi học xong trung học phổ thông, anh thi đậu vào một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh. Ra trường, anh xin việc làm, cưới vợ sinh con, ở lại miền Nam lập nghiệp. Tuy nhiên, cơ duyên đến một cách bất ngờ đã khiến anh quyết định từ bỏ con đường làm công ăn lương yên ổn, trở về khởi nghiệp trên chính mảnh đất quê hương mình. Khi ở trong miền Nam thì tôi có xuống nhà bạn ở Đồng Nai. Ở trong Đồng Nai thì có một cái khu rất là trù phú về sản xuất, về cái mùn cưa, mùn cây keo, cây cao su. Cái hai là cái đời sống của người dân trong đó rất là tốt. Vì là họ có một cái sản phẩm, họ cũng làm nông nghiệp. Và họ là nói là cái cây nấm là một trong những cái cây không những xóa đói giảm nghèo, mà cái cây nấm có thể làm cho họ giàu lên được. Cũng bởi vì vậy, khi mà nhìn về quê hương thì ở Như Thanh có những cái rừng cao, những cái rừng keo rất là nhiều. Mà cái khi đó thì cái nguồn phế phẩm từ keo, mùn keo mang cho bỏ đi. Hai là cái nguồn rơm rạ dân mang đốt bỏ đi. Cũng từ cái ý tưởng đó tôi mới xây dựng và theo cái cây nấm để trồng, nuôi trồng. Từ bỏ cuộc sống nơi đô hội phồn hoa, trở về quê hương, một vùng quê nghèo để bắt tay làm lại mọi thứ từ đầu là quyết định có phần mạo hiểm của anh Lê Đình Trúc. Song quyết định ấy đã nhận được sự ủng hộ của chị Nguyễn Thị Mỹ Phượng, vợ anh. Những ngày đầu khởi nghiệp, chị Phượng chính là người đã kề vai sát cánh, cùng chồng vượt qua khó khăn thử thách, gây dựng sự nghiệp. Cái tư tưởng vẫn thích về quê nhà để mà làm. Anh lại thích bên ngành nông nghiệp. Nên là cũng vì yêu chồng, vì thương con. Thì cũng cả vợ cũng bỏ công việc trong đấy để theo chồng về trong đây. Cũng chung vai với chồng để mà gầy dựng nên cơ sở nấm ngày hôm nay. Khởi nghiệp từ năm 2016, khi đó kiến thức về trồng nấm của anh Lê Đình Trúc gần như mới chỉ là con số 0. Thiếu vốn, thiếu nhân lực, nhiều lứa nấm đã phải đem đồ bỏ vì không đạt chất lượng. Không nản lòng, anh Trúc cần mẫn mày mò, tìm hiểu thông tin, nghiên cứu quy trình sản xuất, tự mình trở thành một chuyên gia trong lĩnh vực trồng nấm. Anh đầu tư 2 tỷ đồng thuê nhân công làm việc, mua thêm máy móc, xây dựng hệ thống 5.000 m² nhà lưới. Hoạt động sản xuất dần đi vào ổn định. Năm 2018, anh tiếp tục đầu tư mở rộng diện tích nhà lưới, nâng tổng diện tích khu vực sản xuất nấm lên 10.000 m². Tính đến thời điểm hiện tại, anh đã đầu tư hơn 5 tỷ đồng cho hợp tác xã sản xuất nông sản hữu cơ của mình. Nhờ ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, sản lượng nấm tăng, chất lượng cũng ngày càng đảm bảo. Hiện nay, Hợp tác xã Nông sản hữu cơ Trúc Phượng của gia đình anh Lê Đình Trúc cung cấp ra thị trường nhiều loại nấm thực phẩm và dược liệu có giá trị dinh dưỡng cao như nấm linh chi, nấm lim, nấm sơm, nấm bảo ngư, nấm sò với sản lượng lên tới 50 tấn một năm. Thưa anh, là khởi nghiệp thì chưa bao giờ là một con đường dễ dàng, đặc biệt là đối với người trẻ và lại khởi nghiệp ở một huyện miền núi như là Như Thanh. Vậy thì những ngày đầu khởi nghiệp thì anh gặp những khó khăn như thế nào ạ? Bước đầu về khởi nghiệp thực sự là rất là nhiều khó khăn. Như Thanh là một cái địa bàn trung du miền núi. Thứ nhất là cái con người cũng dân cư thì thưa thớt hơn so với đồng bằng. Cái hai nữa là cái điều kiện phát triển nông nghiệp về công nghệ thì cũng ít lạc hậu. Làm nông nghiệp nó là cái cơ duyên. Vì thực sự khi sinh ra và lớn lên là
mình cũng từ nông nghiệp mà trưởng thành. Bởi vì thế cho nên cũng muốn trong cái tuổi trẻ, sức trẻ của mình muốn về để làm một cái gì, thứ nhất là cho mình, cái thứ hai là cho quê hương, cái thứ ba đó là một cái sản phẩm đặc biệt, nó mang cái tính chất dáng dấp của quê hương. Cũng đó cũng là một quyết định để trồng nấm. Để đạt được những cái thành công trong sản xuất và kinh doanh như ngày hôm nay thì cái tiêu chí đầu tiên của anh đấy là gì ạ? Khi mà bắt đầu làm thì tất nhiên là cái thực phẩm mà kể cả như bây giờ sạch và bẩn là lẫn lộn rất là nhiều. Những cái tiêu chí mà mình đặt ra để mình sản xuất cái sản phẩm, nhất là thực phẩm, thì mình phải ăn trước đã, mình mới bán cho người khác. Và phải lấy cái tâm của mình để sản xuất sản phẩm là cái tiêu chí hàng đầu. Sản xuất nấm là công việc đòi hỏi kiến thức, kinh nghiệm và trên hết là sự tận tâm. Với từng sản phẩm, anh Lê Đình Trúc đều chăm chút bằng cả tâm huyết của mình. Nhờ ham học hỏi cùng nỗ lực trong sản xuất kinh doanh, anh Lê Đình Trúc đã tạo ra nhiều sản phẩm nấm ăn, nấm dược liệu có giá trị, đặc biệt an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Anh Trúc ơi, em để ý thấy là cái mục nghĩ ở chúng mình ấy thì nó rất là dày. Nó rất là to nữa. Vậy thì để có được những cái sản phẩm như thế này thì cái kỹ thuật trồng của mình nó có khác gì so với bình thường không ạ? Đúng là để cái mục nhĩ to và dày như thế này thực sự là nó không phải đơn giản. Thứ nhất là do cái kỹ thuật trồng của mình. Cái thứ hai là do nguồn dinh dưỡng. Cái thứ ba nữa đây là các anh đã tạo ra được loại giống và bảo lưu được những cái giống tốt nhất với cái điều kiện thời tiết và nhiệt độ của tỉnh Thanh Hóa. Trong quá trình sản xuất, trại nấm của anh Lê Đình Trúc đã tận dụng được những phế phẩm nông nghiệp như mùn cưa, rơm rạ, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường tại địa phương. Ngoài ra, bằng việc mở rộng không ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh, anh Lê Đình Trúc còn tạo được công ăn việc làm cho nhiều lao động tại địa phương với nguồn thu nhập ổn định. Trước đây thì làm nông thì công việc hắn cũng khó khăn hơn thì... từ ngày nhà Trúc làm cái trang trại nấm thì bà con cũng ra làm thì công việc hắn ổn định hơn và mức lương thì hắn cũng ổn định tháng 4 triệu. Hiện nay, các sản phẩm nấm và nông sản của gia đình anh Lê Đình Trúc đã dần khẳng định được thương hiệu, được bày bán tại nhiều nhà hàng, cơ sở kinh doanh uy tín trong và ngoài tỉnh, cung cấp cho người tiêu dùng loại thực phẩm không chỉ ngon miệng mà còn tốt cho sức khỏe. Trong tương lai, anh dự định sẽ sản xuất thêm một số loại nấm thực phẩm mới như nấm đùi gà, nấm mỡ, nấm hương và đầu tư khu du lịch sinh thái tại chính quê hương mình, xã Yên Thọ, huyện Như Thanh. Với nỗ lực quyết tâm và tinh thần dám nghĩ, dám làm, tin chắc rằng những dự định ấp ủ của anh sẽ sớm trở thành hiện thực. Vâng, thưa quý vị và các bạn, từ bỏ một con đường bằng phẳng đó chính là có một công việc làm công ăn lương rất là nhàn hạ thì anh Lê Đình Trúc đã chọn cho mình một con đường khó khăn với nhiều rủi ro và bất chắc. Thế nhưng những thành công ngày hôm nay của anh Trúc đã khẳng định rằng lựa chọn của anh là đúng đắn. Còn với chúng tôi, những người thực hiện chương trình thì câu chuyện của anh Trúc chính là nguồn cảm hứng để các bạn trẻ khởi nghiệp, vươn lên, thoát nghèo và làm giàu từ chính đôi tay của mình. Và đến đây thì chương trình Con đường khởi nghiệp kỳ này cũng sẽ khép lại. Với anh thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau. Chất lọc từ thiên nhiên, kết tinh từ đất mẹ, chúng tôi mang đến cho nông nghiệp Việt Nam nguồn dinh dưỡng cây trồng để mầm xanh đơm hoa, để cây trồng kết trái, để nhà nông giàu có, cùng Việt Nam thịnh vượng, tiến nông, dinh dưỡng cây trồng.